Hà Nội. Thì khách hàng không nên hạn chế là mình nhuộm tóc hay là uống tóc, dạng nhuộm tóc hay uống tóc, và cái nó cũng không có gây, nó chỉ là gây cái vết thương hiện lại là rất là nhỏ thôi, nên là khách hàng có thể là quay trở lại cái sinh hoạt bình thường ngay được ạ. Vậy với cái phương pháp này làm ảnh hưởng đến alo đây chị Thủy xong chưa ạ? Em nhanh nhiều nhỏ. Alo mắt mà bé nó chỉ đâu giật mình này. Rồi, trường Giang, ví dụ chị muốn master chỉ hỏi một câu hỏi và không trả lời lâu quá, bởi vì còn rất nhiều master Việt Nam chúng ta chưa phỏng vấn. Dạ, và đến khi chúng ta phỏng vấn thì các bạn đã đi hết giờ rồi. Ok, và bây giờ tôi đang đứng ở bàn của một master rất là trẻ, và đây là lần đầu tiên em đi biểu diễn. Sự có mặt của em ý để nhấn mạnh cho mọi người biết một điều, đó chính là với các sự kiện của tôi, không chỉ những người nổi tiếng, tôi sẽ mời đến những người giỏi mà họ chưa nổi tiếng, không ai biết họ là ai, nhưng họ có tay nghề vững chắc để đưa họ rạng sáng và giúp họ phát triển. Và đây là một trường hợp như vậy. Mọi người hãy cùng em ấy nhé. Em tên là Đại Sơn, em đến từ Đắk Nông, và em thực hiện kỹ thuật xăm mini tato. Và kỹ thuật của em là chuyên về mini. Kỹ thuật này có dễ không, và có những người mà phun xăm có dễ làm không? Dạ thì về mini cũng còn chó cô ấy á, chó cúc á, chó cúc á, cúc đi đâu vậy đây? Đấy, nó hỏi cùng qua màn của Đại Sơn tìm hiểu kỹ thuật của em ấy xem có phù hợp với mình không nha. Chúc Đại Sơn sẽ thành công nhiều với cả phun xăm và tattoo. Để tắt cái này, cầm cái này để tắt cái này.